nhằm giúp các em học sinh mạnh dạn chia sẻ cảm xúc, tâm tư, nguyện vọng đối với thầy cô, cha mẹ, bạn bè, người thân để thấu hiểu và cùng nhau tháo gỡ những vấn đề các em đang gặp phải. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức diễn đàn Điều Con Chưa Nói tỉnh Bến Tre năm 2022 với sự tham dự của chuyên gia giáo dục và hơn 200 em học sinh trường trung học cơ sở Mỹ Quá, thành phố Bến Tre. Trong xã hội hiện nay, tốc độ của công nghệ thay đổi rất nhanh, áp lực từ công việc tạo ra khoảng cách giữa các thế hệ về mặt tâm lý, thói quen, tính cách và phong cách sống, nhu cầu giải trí. Vì vậy, sự mất kết nối giữa các thế hệ dần trở thành vấn đề đáng lo ngại. Cha mẹ, thầy cô và con cái dường như khó hiểu nhau hơn, dẫn đến cha mẹ hay người thân chưa hiểu hết con mình mong muốn gì. Diễn đàn Điều Con Chưa Nói là môi trường để trẻ em được nói lên suy nghĩ tâm tư của mình một cách chân thật, qua đó để phụ huynh, thầy cô, bạn bè và các chuyên gia tâm lý đồng cảm, thấu hiểu, cùng chung tay giúp con trẻ phát triển tốt nhất. Chúng tôi biết được rằng là học sinh ở khối trung học cơ sở, các em có một cái sự thay đổi rất lớn về thể chất và tâm lý. Và đặc biệt là ở giai đoạn này thì các em mong muốn là mình sẽ được khẳng định. Tuy nhiên thì cái sự mong muốn đó nó lại đối lập với cái sự phát triển của mình. Chính vì vậy mà các em có rất là nhiều cái áp lực ở cái giai đoạn này mà cần phải được đồng hành, phải được chia sẻ từ người lớn, và ở đây là ba mẹ, thầy cô và kể cả bạn bè của mình. Chính vì vậy mà Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng đội tỉnh tổ chức cái diễn đàn. Chúng tôi mong muốn rằng người lớn có thể thấu hiểu được các con và có thể chia sẻ cùng với các con trong cái sự trưởng thành, và từ đó giúp các con có thể phát triển một cách toàn diện về thể chất và tâm lý. Tại diễn đàn, các em học sinh đã chia sẻ với diễn giả và phụ huynh các vấn đề liên quan đến bản thân, mong muốn các bậc cha mẹ, thầy cô giáo dành thời gian nhiều hơn, lắng nghe các em nói, tạo điều kiện để các em thể hiện ý kiến, tin tưởng vào bản thân các em, cũng như thể hiện sự yêu thương, quan tâm, chăm sóc, thấu hiểu và tôn trọng các em nhiều hơn. Cụ thể như áp lực trong thành tích học tập hay tác động của môi trường xung quanh đến tâm sinh lý, hành động thiết thực giúp các bạn có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và cuộc sống. Về tâm lý đó, thì cái việc mà có thể chia sẻ ra được những cái điều mà mình không có nói được với những cái người mà có thể biết lắng nghe, thì đó là một cái cơ hội để cho cái việc chúng ta giải tỏa được những cái bức xúc, những khó chịu của mình. Và cái qua các câu chuyện của các em thì cảm giác được là những cái bức xúc, những cái trăn trở của các em để được trong cái câu chuyện. Và các bạn đã được không chỉ cho gia đình của mình mà cho chính bạn bè và thầy cô đều lắng nghe những câu chuyện đó và hiểu các em hơn, thì tôi thấy đây là một cái điều rất cần thiết. Và cái mô hình, cái hình thức này nên nhân rộng ra cho các lĩnh vực khác. Có thể là mình có điều kiện thì mình làm một cái diễn đàn lớn hơn, nhưng mà không có điều kiện thì mình sẽ tổ chức ở quy mô trường học hoặc lớp học. Thông qua diễn đàn Điều Con Chưa Nói, các em thiếu nhi tham gia phần nào gỡ được những thắc mắc, chia sẻ những bài học kinh nghiệm và cảm xúc đối với nhiều vấn đề trong đời sống. Từ việc học tập, vui chơi đến việc hướng dẫn cho các em nhỏ tuổi hơn, hiểu được giá trị của gia đình và tình cảm cha mẹ dành cho các em. Chúng em rất là khát khao được tham gia nhiều hơn nhiều cái chương trình hơn để có thể học tập, rèn luyện và trau dồi kiến thức, đạo đức cũng như là mang đến cho bản thân những cái tư duy hay những cái bài học đáng giá. Và chúng em cũng mong rằng sau này sẽ có ngày càng nhiều cái chương trình để chúng em có thể học tập và vui chơi hơn nữa. Diễn đàn Điều Con Chưa Nói là môi trường để phụ huynh và con cái hiểu và gần nhau hơn. Cha mẹ nên dành thời gian lắng nghe, tôn trọng sở thích và cả sự khác biệt của con, nhất là trẻ đang tuổi mới lớn. Cha mẹ hãy là người bạn đồng hành cùng con, xóa bỏ khoảng cách giữa cha mẹ và con cái, những xung đột tổn thương tinh thần không đáng có cho cả hai phía.